Thưa quý vị, trong thời gian qua, cả nước xảy ra nhiều vụ chống người thi hành công vụ. Phần lớn xảy ra trong khi các lực lượng đang làm nhiệm vụ kiên quyết ngăn chặn, xử lý vi phạm và truy bắt đối tượng phạm tội. Chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu năm, toàn quốc đã xảy ra 28 vụ chống người thi hành công vụ, làm cho 10 chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương. Tình trạng này đã và đang gây nguy hiểm tới các chiến sĩ và tới sự an toàn của người dân. Những đối tượng vi phạm không chỉ chống người thi hành công vụ để ngăn cản việc bị xử lý, chạy trốn khi bị bắt giữ, mà còn ngang nhiên khiêu khích, thách thức, đe dọa lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Hành vi phạm tội thường rất côn đồ, hung hãn, chủ động tấn công lực lượng cảnh sát khi đang xử lý vụ việc. Nghiêm trọng hơn, có nhiều trường hợp sau khi bị bắt giữ, xử lý, đối tượng tổ chức thành băng nhóm, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, tấn công lại lực lượng chức năng để trốn thoát hoặc giải cứu đối tượng bị bắt, gây hậu quả nghiêm trọng. Chống đối lại những người thi hành công vụ, đặc biệt là lĩnh vực giao thông thì nó xảy ra tương đối phổ biến và nó chưa có chiều hướng là thuyên giảm. Thế nhưng mà cái quan trọng là chúng ta xử lý có lẽ là nó chưa được thực sự là nghiêm minh. Thứ nhất là cái chế tài, thứ hai là những trường hợp mà xảy ra ấy thì chúng ta phải xử lý triệt để, kịp thời và công bằng, đồng thời là phải tuyên truyền để cho mọi người biết được những cái hành vi đấy là rất là nghiêm trọng, để bảo đảm cái sự nghiêm minh của pháp luật, để đảm bảo những người khác họ nhìn vào và họ sẽ biết sợ, họ không dám vi phạm nữa. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ dễ dãi, chúng ta cứ xử phạt nhẹ thì nó sẽ khó mà răn đe, khó mà phòng ngừa được cái tình trạng vi phạm. Nguyên nhân dẫn đến một số trường hợp vi phạm là do có sử dụng nồng độ cồn trong người, có hành vi cản trở, chống đối, không hợp tác, không chịu đo nồng độ cồn khi lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra, xử lý. Việc đầu tiên là phải đảm bảo an toàn cho những người thực thi công vụ. Khi với những cái trường hợp như thế thì đơn vị sẽ có những cái biện pháp, đấy là chỉ bám theo phương tiện để nắm được phương tiện là sẽ di chuyển theo hướng nào. Khi nào đến những cái vị trí an toàn thì tiếp tục sẽ dừng kiểm soát phương tiện, và với những hành vi chống đối thì sẽ phối hợp với công an phường, công an quận để tiếp tục xử lý những cái hành vi là chống đối người thi hành công vụ. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn hành vi chống người thi hành công vụ, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong quần chúng nhân dân. Đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt là lực lượng cảnh sát phải có tư thế, lễ tiết, tác phong đúng mực trong quá trình tiếp xúc, làm việc với nhân dân. Khi giải quyết các vụ việc phức tạp nơi đông người, cần phải khéo léo, linh hoạt, tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân, giữ vững uy tín của ngành công an.